Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề suy nghĩ tích cực không phải lúc nào cũng tốt. Đây là một bài của tác giả Thùy Linh. Theo các bạn biết rồi, thông thường người ta khuyên là hãy suy nghĩ tích cực, hãy lạc quan, hãy yêu đời, hãy tự tin, hãy quên những điều tiêu cực đi, hãy quên những điều tồi tệ đi. Nhưng bài viết này có một cái góc nhìn phản biện, có một cái suy nghĩ, có một phân tích rất hay. Vì vậy đây tôi cũng chia sẻ cho các bạn của một tác giả Thùy Linh. Nghĩ tích cực lên, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, mọi chuyện thế này là may lắm rồi, là câu mà những người tích cực độc hại thường nói ra. Một chuyên gia của mạng lưới các tổ chức tư vấn tâm lý tên Lam nên giải thích, tích cực độc hại là việc không nhận ra sự tiêu cực của một tình huống nào đó, bao gồm việc bạn chỉ tập trung đeo đuổi những suy nghĩ tích cực và bỏ qua mọi cảm xúc cần thiết khác, kể cả buồn bã, tức giận hay thất vọng. Khi nào sự tích cực trở nên độc hại? Thứ nhất là các bạn hãy nhớ rằng việc suy nghĩ tích cực đem lại cho bạn niềm tin, hy vọng trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, chúng có thể trở nên độc hại khi bạn bắt đầu che giấu cảm xúc thật, cố gắng chịu đựng điều mình không thích bằng cách lẩn tránh thực tế, chối bỏ trải nghiệm tiêu cực của người khác bằng cách nói những câu tích cực, đưa ra quan điểm cá nhân thay vì thấu hiểu cảm xúc của họ. Ví dụ khi một gia đình mất con, bạn an ủi rằng rồi sẽ có một ngày sẽ có những đứa trẻ khác cơ mà. Hạ thấp hoặc một cái ý là hạ thấp người khác khi họ có cảm xúc thiếu tích cực. Tác động của tích cực độc hại là gì? Theo nhà trị liệu tâm lý người Mỹ Carol, cảm xúc là một phần trải nghiệm con người và chỉ tồn tại nhất thời. Việc suy nghĩ tích cực độc hại khiến mình bị hình thành bởi cảm xúc thứ cấp dữ dội hơn. Ví dụ bạn bị người yêu bỏ và bạn rất buồn, sau đó bạn tự thấy xấu hổ vì nỗi buồn đó, đây chính là một cảm xúc thứ cấp. Thêm vào đó, tích cực độc hại có thể làm tăng mức độ cảm xúc tiêu cực. Theo nhà tâm lý học lâm sàng Jan Chu Kitman, việc những cảm xúc tiêu cực bị chối bỏ có thể khiến chúng trở nên lớn hơn vì không được xử lý. Tính tích cực độc hại cũng khiến bạn mất động lực. Chúng là con dao hai lưỡi ngăn bạn đạt mục tiêu của mình. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người dành thời gian mơ mộng về tương lai tươi sáng khi thực hiện việc gì đó sẽ ít động lực biến nó thành hiện thực so với người đầu thực tế. Nghiên cứu về bạo lực gia đình năm 2020 của Đại học East London cho thấy xu hướng tích cực độc hại có thể khiến những người bị bạo hành lạm dụng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc và tiếp tục chấp nhận bạo lực. Sự lạc quan, hy vọng và sự tha thứ làm tăng nguy cơ bạo hành và bị lạm dụng. Vậy làm thế nào để tránh cái bẫy tích cực độc hại? Con người nhận được nhiều loại cảm xúc, mỗi cảm xúc đều là một phần quan trọng của sự hài lòng về tinh thần. Ví dụ sự lo lắng về cảnh báo một người về tình huống nguy hiểm hoặc một vấn đề về đạo đức, trong khi tức giận là một phản ứng bình thường đối với một bất công hay ngược đãi. Nỗi buồn có thể báo hiệu cường độ sự mất mát. Không thừa nhận những cảm xúc này có nghĩa là bỏ qua chính những tín hiệu truyền cảm hứng chân thật nhất. Chấp nhận cảm xúc của bản thân và người khác. Việc nhận ra những cảm xúc tiêu cực là bình thường và là một phần quan trọng trong trải nghiệm của con người. Nếu công nhận cả những cảm xúc tiêu cực của mình, tức là giải quyết vấn đề tốt hơn, nên giải bài những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình thay vì né tránh nó. Việc thể hiện cảm xúc qua lời nói sẽ giúp bạn giảm mức độ buồn bã, thất vọng và chán nản của mình. Tránh nói những lời động viên xáo rỗng. Những cụm từ rồi mọi thứ sẽ tốt thôi là những từ xáo rỗng, thậm chí có thể mang lại cảm giác tồi tệ hơn. Nó dập tắt mọi suy nghĩ tự nhiên và khiến bạn từ chối giải quyết vấn đề triệt để. Ngoài ra cần có sự cố gắng phản ứng tích cực với tất cả những gì mọi người nói. Hãy khuyến khích mọi người nói một cách cởi mở về cảm xúc của họ, đó là điều cần thiết nhất. Đây là bài viết của tác giả Thùy Linh đó các bạn thấy. Nghĩa là khi một cái điều tích cực, một cái điều khủng hoảng, một điều thất bại xảy ra thì chúng ta hãy thẳng thắn nhìn nhận nó, chúng ta thẳng thắn rút kinh nghiệm, chúng ta mổ xẻ phân tích để trong tương lai chúng ta không phải mắc phải. Tránh những thái độ như né tránh, cố tình lãng quên hoặc là cố tình giấu giếm đi, thì cái điều này là bài viết tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta như thế. Đừng bao giờ chỉ nói những lời tích cực xấu rỗng mà bỏ quên hoặc lãng quên hoặc né tránh cái sự tiêu cực của mình. Nếu bạn thấy video clip này hay giá trị, hãy like,